Xin chào các bạn, lại là mình. Và các bạn đang có mặt tại xe điện Việt Thanh, cơ sở 4B Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội. Và hôm trước thì mình đã làm clip để review và giới thiệu cho các bạn cái mẫu xe đạp điện Sparta. Và hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục làm một cái clip tiếp theo để hướng dẫn cho các bạn để sử dụng chiếc xe đạp điện Sparta này. Thì thường thì một mẫu xe điện mới thì có nhiều tính năng mới, các trang bị rồi là một cái số tính năng mới thì nhiều người chưa biết, hoặc là những ai mà chưa sử dụng xe điện bao giờ ấy, thì mình sẽ làm một clip này để hướng dẫn cho các bạn để cách để sử dụng một chiếc xe đạp điện. Thế cụ thể hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để sử dụng chiếc xe đạp điện Sparta này. Như các bạn thấy thì trước mắt các bạn đây là chiếc xe đạp điện Sparta, và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để cách để sử dụng chiếc xe đạp điện này nhé. Như các bạn thấy thì muốn sử dụng được một chiếc xe điện ấy, thì việc đầu tiên chúng ta cần phải làm đó chính là chúng ta sẽ khởi động xe lên. Và khởi động xe lên thì có hai cách để khởi động xe nhé. Một là chúng ta sẽ khởi động xe bằng chìa khóa cơ như này, chúng ta cắm chìa vào ổ khóa này, chúng ta sẽ mở khóa lên như này. Và cách thứ hai, chúng ta sẽ khởi động xe qua cái remote, cái điều khiển này này của bộ khóa chống trộm này. Thì cái này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn khi mà mình giới thiệu cái tính năng của bộ khóa chống trộm này nhá. Có nghĩa là bây giờ có hai cách để phát hiện. Một là chúng ta mở bằng chìa khóa cơ như này để chúng ta khởi động xe của mình lên đã này. Và tiện phải nói về cái ổ khóa này, mình tiện thì xe này thì khóa điện nó sẽ kết hợp với khóa cổ luôn. Các bạn nghiêng đầu sang bên trái này, cắm vào này, bạn ngược chiều gương hồ như này thì xe chúng ta sẽ được khóa cổ nhá. Chúng ta ấn vào này, vặn theo chiều hồ này, chúng ta mở khóa cổ ra này, và chúng ta sẽ mở khóa điện lên để khởi động xe. Như vậy là chúng ta đã khởi động xe rồi nhá. Như bạn thấy trên đồng hồ hiển thị nó sẽ hiển thị cho chúng ta là chữ ready, tức là sẵn sàng đi. Khi ready như này thì các bạn chỉ cần kéo ga và đi thôi. Đấy, các bạn đi nhanh thì các bạn sẽ kéo ga mạnh, đi chậm thì các bạn sẽ kéo ga ít thôi. Ngoài ra thì mình sẽ giới nó có các tính năng đi nhanh, chậm, trung bình thì mình sẽ giới thiệu ngay đây. Và đây đầu tiên thì mình sẽ tìm hiểu cho các bạn về cái mặt đồng hồ hiển thị trên này nhá, thì nó sẽ hiển thị cho bạn rất là nhiều các thông tin. Ở chế độ chờ này sẽ hiển thị cho bạn, ví dụ ready là xe sẵn sàng này. Đây đang báo cho bạn là số 3, có nghĩa là xe mình đang đi ở chế độ số 3. Tương ứng là nó sẽ mình có công tắc thay đổi chế độ 1 2 3 đây. Chính là 3 chế độ đi, 1 là chậm, 2 là trung bình và 3 là nhanh. Thì chúng ta sẽ gạt ở đây thì nó sẽ hiển thị trên đồng hồ nhá. Đấy, ví dụ đây mình đang để ở đây nó đang hiển thị là số 1 này. Chúng ta gạt sang số 2. Trên đồng hồ nó sẽ hiển thị là số 2. Sang số 3 là đi nhanh nhất. Đấy. Và số 4 đây thì là sẽ dành cho những cái xe mà có 4 chế độ đi, cái đồng hồ làm chung mà. Xe nào 4 chế độ thì nó sẽ hiện lên số 4, còn xe đạp điện này thì chỉ có 3 chế độ đi thôi. Thì có 3 chế độ đi, 1 là đi chậm, 2 là trung bình và 3 đi nhanh. Chúng ta sẽ thay đổi 3 chế độ đi ở đây nhé. Bình thường mình chỉ đi số 1 hoặc số 2 này thôi. Số 3 đi rất là khỏe, người vậy là điện năng tiêu thụ sẽ nhiều hơn. Mình chỉ sử dụng khi mình lên dốc cao, hầm cầu vượt thì mình đi số 3 nhé. Còn bình thường mình đi số 2 thôi, rất là khỏe rồi. Tiếp theo thì trên mặt đồng hồ nó sẽ hiển thị cho các bạn ở đây là tốc độ các bạn đi được. Nó sẽ hiển thị tốc độ ở trên này cho các bạn. Đấy. Tiếp theo đây là mình đang bật đèn, nó sẽ báo cho mình là mình đang bật đèn pha này. Km trên giờ này, đây là báo pin nhá. Đấy, tắt đi bật đấy, nó sẽ bên cạnh nó có báo đấy, như này đấy, báo điện năng cho mình này. Đây là báo pin này. Đấy, tiếp theo đây là báo chip quãng đường đi được, nó sẽ hiển thị cho các bạn ở đây. Đây là cái logo của hãng thôi. Và ở có một cái phần mà nó tối đang mà mờ đi này, không biết các bạn nhìn thấy không, mình tắt đi nó sẽ bật lên, nó sáng cả cái hàng ở đây nhá. Đấy, đây là cái đèn báo lỗi nhá. Ví dụ như ở trên này nó có báo lỗi M này, báo lỗi tay ga này, IC này. Chẳng hạn như mình xe hoặc là báo mát điện này, rất là nhiều cái này, hoặc là P là parking này, lỗi đèn này, để cho chúng ta biết là chỗ xe chúng ta đang hỏng cái gì, đang lỗi cái gì, và chúng ta khắc phục và sửa chữa nó sẽ rất là dễ dàng. Và để tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn các cụm công tắc bên phải và bên trái. Các bạn thấy bên phải đầu tiên đây nó có công tắc này, công tắc đèn nhá. Chúng ta bật vào nó sẽ đèn nó sáng lên. Đó, tắt, ấn một cái sẽ tắt đi, bật một cái sáng lên. Tiếp qua đến đèn thì bên trái này nó sẽ công tắc này, công tắc pha cốt, tức là xa gần đấy. Đấy, thế thì điều chỉnh công tắc xa gần ở bên này. Đấy, chiếu xa chiếu gần. Ngay bên cạnh của cái công tắc đèn nó là công tắc bật đèn đề mi, tức đèn sương mù đấy. Các bạn ấn một cái này thì là nó sẽ sáng cái đèn đề mi lên như này. Đấy. Có bốn cái gạch ngang ấy. Tắt đi. Đấy, đèn đề mi, đèn sương mù thôi. Tiếp theo thì ở ngay ở dưới này là công tắc nhanh chậm mình vừa giới thiệu cho các bạn này. Tiếp theo đây là nó là số lùi. Chữ R đây là công tắc số lùi nhá. Khi các bạn ấn vào chữ R này nhá, các bạn kéo ga thì là bánh sau nó sẽ quay ngược lại như này. Và nó thiết kế là đương nhiên đi lùi nó sẽ quay chậm, kể bạn vít hết ga nó sẽ quay chậm thôi, không đi nhanh được. Nhưng mà ngược lại đi chậm không phải là yếu nha, đi chậm nó rất là khỏe. Các bạn lùi lại, ví dụ đằng sau nó có một cái rãnh, một cái vỉa ấy, thì nó rất là khỏe, đủ cho bạn có thể vượt qua được cái chướng ngại vật đấy. Nhưng mà tốc độ nó rất là thấp để cho bạn là đảm bảo cái độ an toàn tốt nhất. Và tiếp theo thì bên tay phải đây này có taxi nhan trái phải. Đây rất đơn giản thôi. Đây là còi. Tiếp theo đây là có hình tam giác là cảnh báo này, công tác cảnh báo nha. Khi các bạn ấn vào thì là cả bốn đèn xi nhan trước và sau nó sẽ báo cảnh báo như này. Đấy, cảnh báo bạn xin vượt các thứ đấy, cảnh báo cho người khác. Đấy, tắt đi. Đó,
Đấy, tiếp đấy là các về các cụm công tắc. Ở bên này nó có cái màu xanh để cài đặt đây này. Thì cái này nó là nút chờ của hãng để nó set up tính năng của xe thôi. Thì các bạn không cần lấy cái rác này, nó sẽ được rút ra để làm rác chờ thôi. Và tiếp theo ấy thì mình sẽ và xe này được trang bị cái bộ khóa chống trộm. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để sử dụng cái khóa chống trộm của xe. Như bạn ngoài hai chìa khóa cơ ra như này thì đây là hai chìa khóa chống trộm của xe nhé. Thì trên này nó sẽ có nút bấm bạn sử dụng. Đầu tiên bạn nhìn thấy là hình cái khóa này này, thì chúng ta ấn vào thì xe chúng ta sẽ được khóa lại nhé. Và ngay sau đó thì ai mà động vào xe của chúng ta thì xe chúng ta sẽ đổ chuông báo động, và đồng thời là động cơ bánh sau nó sẽ khóa lại như này. Mình sẽ động vào. Đấy, nó kêu rất là nhẹ nhàng. Cố tình động thêm một lần nữa thì nó sẽ hú rất to và đánh động cơ sẽ khóa lại. Đấy. Tiếp theo. Đấy, để tắt chống trộm đi ấy, thì các bạn sẽ ấn hình mở khóa này, chúng ta tắt đi nhá. Khóa này. Mở khóa xe này. Tiếp theo hình cái chuông này, chúng ta tìm xe. Và nhà xe bãi gửi xe nó quá rộng nên chúng ta ấn để chúng ta tìm xe của mình nó dễ hơn. Tiếp theo là cái hình tia sét này. Dùng để khởi động xe, như mình bảo là xe nó có hai chế độ, hai cách khởi động xe. Một là dùng chìa cơ ấy, hai là dùng cái remote ấy. Thì khởi động xe bằng cái điều khiển này, các bạn sẽ ấn hai lần vào hình tia sét. 1 2. Rồi, ok, như vậy là chúng ta đã mở khóa điện của xe. Và lưu ý là khi chúng ta mở khóa điện của xe bằng cái remote này, bằng cái điều khiển, bắt buộc chúng ta phải tắt vào cái điều khiển này. Vì nó có điện sẽ không đi qua ổ khóa nữa. Và tắt đi thì các bạn ấn vào đâu, các bạn cũng ấn vào hình mở khóa tắt điện đi. Hình mở khóa sẽ là cancel, là thoát hết những cái lệnh mà các bạn đã sử dụng ở trước đó nhé. Rồi, ok, như vậy là mình hướng dẫn cho các bạn để sử dụng khóa này. Dưới đây có một treo đồ, bạn thể treo đồ nhé. Rồi tiếp theo thì về khi chúng ta sử dụng xe, chúng ta phải ngồi lên xe, gạt chân chống xe, mở khóa điện và đi. Nếu đi trong quá trình đi chúng ta phải sử dụng phanh. Thì mình giới thiệu cho các bạn về cái phanh của xe nhé. Thì nó trang bị phanh bên phải, bên trái này, bên phải này. Nó là phanh đĩa, phanh dầu thủy lực ấy. Phanh này mình nhấn mạnh nó rất là ăn, độ an toàn rất cao, nhưng mình phải biết cách sử dụng cơ. Tiếp theo bên này là phanh cơ, rồi phanh cơ nó sang phanh bên trái nhé. Để sử dụng xe ấy, thì khi chúng ta không nên bóp phanh gấp ở chế độ đi ở tốc độ cao, chúng ta sẽ vừa giảm ga vừa bóp phanh thì sẽ là tốt nhất. Và để sử dụng phanh một cách an toàn nhất ấy, thì chúng ta sẽ bóp đều cả hai phanh. Nếu mà sử dụng thao tác chuẩn nhất, chúng ta sẽ bóp phanh bên trái trước là phanh sau, rồi các bạn sẽ đệm thêm phanh bên phải. Và lưu ý là phanh đĩa này các bạn bóp từ từ vào, hoặc bóp nhả hoặc bóp từ từ vào nhé. Chúng ta không nên bóp mạnh và miết chặt. Đấy, như là cách để sử dụng xe để cho chúng ta bóp thì xe sẽ dừng lại một cách chuẩn nhất. Và tiếp theo ấy, có một cái lưu ý khi mình sử dụng điện này, cái phanh của xe sử dụng xe ấy, phanh thì nó sẽ liên quan đến điện. Tuy nhiên là bạn chỉ cần bóp một trong hai phanh thì là toàn bộ điện của xe nó sẽ ngắt, chúng ta không đi được. Ví dụ mình để không này, mình ga xe nó sẽ chạy này, nó sẽ báo tốc độ ở trên này. Thế ví dụ như bây giờ mình sẽ bóp phanh bên phải, bóp phanh bên phải ngay lập tức trên đồng hồ nó báo lỗi này. Báo lỗi như thế có nghĩa là gì? Là không thể đi được. Đây mình sẽ kéo ga đây, vừa bóp phanh vừa kéo ga, bánh không nhúc nhích. Đấy, nghĩa là độ an toàn nó rất là cao. Và tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để khi đi xe xong thì điện hết thì chúng ta sẽ phải sạc điện. Cái sạc điện ấy thì là mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách sạc nhé. Ví dụ đây là bộ sạc của xe, các bạn thấy bộ sạc của xe mình để sẵn đây rồi. Thì một đầu các bạn sẽ cắm lên ổ cắm điện như này, các bạn nên cắm ổ cắm điện trước rồi chúng ta sẽ cắm lên xe. Khi bạn cắm lên trên này là có đèn báo màu xanh là xe của chúng ta đã được sạc. Đấy, chúng ta sẽ cắm lên xe, chỗ cắm sạc của xe là chỗ này nhá. Mình lấy một tay này nó hơi khó cắm một chút. Ok, khi cắm lên thì cái đèn màu xanh ở trên này nó sẽ chuyển sang màu đỏ như này, có nghĩa là xe của chúng ta đang được sạc. Đèn đỏ là sạc nhá. Khi mà chúng ta sạc đầy ấy, thì cái sạc này là sạc thông minh, tự nó ngắt và nó sẽ chuyển sang màu xanh cho chúng ta. Đấy, trong trường hợp máy sạch điện thì chúng ta sạc thì nó khoảng 8 tiếng mới đầy cơ, thì chúng ta cứ sạc qua đêm sáng rút ra, đây nó sẽ tự ngắt. Và có một lưu ý khi chúng ta sạc điện là đi đâu về thì chúng ta sẽ không nên sạc vào ngay nhé. Bởi vì khi mình vừa đi về xong thì bình ắc quy chúng ta rất là nóng, axit ở trong trì nó chưa axit ở trong bình nó chưa ổn định, các bạn sạc ngay thì nó dễ bị chai bình hơn, nó sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của bình. Và đi về nên để nguội bình chúng ta mới sạc nhé. Như vậy là mình đã vừa hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta sử dụng và một cái vài lưu ý và các tính năng của xe khi chúng ta sử dụng chiếc xe đạp điện Sparta. Và các bạn để muốn quan tâm sản phẩm này, muốn mua sản phẩm này thì các bạn có thể qua hệ thống đại lý xe điện Việt Thanh. Và các bạn cần tư vấn thêm thì có thể gọi điện cho mình qua số điện thoại là 0931 824 888. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip và hẹn gặp lại các bạn vào các clip tiếp theo. Xin chào.